Ổ cắm điện âm tường như thế này thì sử dụng rất là nhiều nhưng không phải ai cũng biết tới điều này. Có phải khi các bạn sử dụng những ổ cắm như thế này các bạn nghĩ đây đã được bảo vệ an toàn đúng không? Bởi vì có cái lớp màng che đúng không? Nhưng thật sự cái lớp màng che đây không có tác dụng các bạn ạ. Đây mình không cần fix, mình chỉ cần 2 sợi dây thôi, mình có thể cắm vào cái ổ cắm này được này các bạn này. Hoặc đây mình có thể dùng cái vật nhọn để mình cắm vào ổ cắm và có điện như thường này các bạn này. Vì thế những ổ cắm như thế này đặt ở vị trí thấp thì rất là nguy hiểm đối với trẻ em. Nếu nhà các bạn định sử dụng những ổ cắm như thế này thì các bạn nên đặt ở vị trí cao, tránh xa cái tầm tay của trẻ nhỏ, hoặc là mình sử dụng các CB chống giật để nó bảo vệ an toàn hơn. Hoặc là chắc chắn và an toàn nhất thì mình sử dụng các ổ cắm cao cấp hơn. Các bạn cùng nhìn đây, ổ cắm này thì lớp màng che rất là chắc chắn. Các bạn có nhìn thấy mình đã thử nhưng mà hoàn toàn ok. Bộ mặt này thì có thể vừa tích hợp công tác vừa tích hợp ổ cắm vào được các bạn ạ. Với những ổ cắm như thế này thì các bạn cắm rất là chắc